Xin chào, video mà mọi người đang xem được phát trên kênh YouTube của xe đạp Mubi. Và dòng xe hôm nay mình giới thiệu với mọi người, nó mang một cái thương hiệu rất là quen thuộc, đó là dòng xe Louis Gardner. Con xe này nó mang thương hiệu đến từ Canada. Và xe này là xe Nhật bãi, tức là xe đã được sử dụng rồi tại thị trường nội địa Nhật. Có rất là nhiều những anh em lầm tưởng cái dòng xe Louis Gardner này, tại vì con xe này hiện tại trên thị trường nó vẫn có những xe mới nha, tức là xe ở trong thùng hoàn toàn mới 100% luôn, nhưng mà giá bán chỉ dao động tầm khoảng chừng 5 triệu rưỡi đến 6 triệu trở lại thôi. Và những cái nơi bán xe đó, họ sẽ bảo là xe này là xe chuẩn bị xuất Nhật, nhưng mà thật ra không phải. Xe chuẩn bị xuất Nhật và xe Nhật bãi là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Xe Nhật bãi tức là xe nó đã được đăng ký đăng kiểm tại Nhật rồi, nó được kiểm định hết tất cả mọi thứ rồi, và chất lượng nó cũng đã được tất cả mọi người công nhận. Còn xe trong thùng mới 100% á, người ta hay bảo là xe xuất Nhật, nhưng mà nó đâu có được xuất đâu, đó chỉ là cái lời mà người bán họ nói như vậy thôi. Cái này mình nói ra có thể là động chạm đến những anh em bán cái xe mới trong thùng, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Có sao thì mình nói như vậy thôi, mình không có nói thêm nói bớt, cũng không có nói xạo bất cứ điều gì cả. Chủ yếu mình nói như vậy cũng chỉ là để chia sẻ một vài cái kinh nghiệm để những anh em chuẩn bị tìm hiểu mua xe, họ trang bị được một số cái kiến thức nhất định. Và sẽ có những anh em đặt ra câu hỏi thêm là vậy thì mua xe Nhật bãi ở đâu cho uy tín? Thì đây, mình là một nơi bán xe Nhật bãi uy tín luôn. Nói đùa cho vui vậy thôi, chứ trước giờ thì mình chỉ kinh doanh những dòng xe đạp Nhật bãi, chứ mình không có bán xe mới. Và trên xe có những chi tiết, có những cái phụ tùng như thế nào mình đều nói rõ, có thay thế là không, màu sơn có dập tút hay là không thì mình cũng nói trong video luôn, để anh em ở xa khi mà xem video sẽ dễ dàng lựa chọn cho mình một cái con xe thích hợp. Quay trở lại với con xe này, nãy giờ mình nói hơi lan man rồi, thì con xe này là con xe Nhật bãi toàn bộ với những chi tiết phụ tùng zin theo xe. Cái này thì nó có một chi tiết là cái cam xe, cái nan hoa, mọi người thấy là nó có hai cái nan hoa màu trắng và nó nằm ở vị trí gần với cái van bơm hơi. Thì cái đó là cái nguyên zin nó như vậy, chứ không phải là cái nan hoa nó bị gãy và mình thay thế. Nếu mà nó bị gãy mình thay thế thì mình nói thẳng luôn, chứ mình không có giấu. Còn cái này là nguyên zin nó như vậy. Tổng trọng lượng của con xe này là hơn 12kg một tí. Ông đứng là 47 và ống ngang là 53, cho nên hợp với người cao trên 1m65. Thằng này thì nó vẫn còn tem đăng ký đăng kiểm trên xe đầy đủ. Về cấu hình thì xe nó có 3 dĩa và 8 líp, cụ đề là Shimano Atus. Và như mọi người cũng thấy vừa nãy mình có test thử cái cụ đề, nó sử dụng rất là mượt và nó đề số rất là chính xác. Màu sơn thì đã có tút lại toàn bộ rồi. Cấu tạo khung sườn là khung sườn nhôm và cái càng xe thì bằng thép. Nói chung thì từ đầu video đến giờ mình nói sơ lược cũng đã đầy đủ những chi tiết về con xe này. Nếu mà mọi người còn thắc mắc gì thì cứ alo trực tiếp để mình tư vấn cho mọi người thêm. Hẹn gặp mọi người ở những video kế tiếp. Xe đạp 10B chân thành cảm ơn.